hôm nay mình giới thiệu một cái mẫu mạch mới ha, bên mình ha, mới 2023. Cái mẫu mạch này có tên là ICCS8683H ha. H là 2, công suất lớn ha. Công suất của nó là 180W đến 350W. Thì đối với công suất này cho phép mình tải lô 4 tấc đôi, con 51, 4 tấc đơn đến 5 tấc đơn thì con 65 lý. Đối với cái mẫu mạch này thì nó là dạng lập trình, DSP lập trình chống hú, revert echo. Thì cái phần revert và echo á, nó đã tích hợp chung với hai cái volume là delay và echo. Chút xíu mình sẽ test cho các anh em xem ha. Đây, và có phần đây phần Bluetooth này, nó có nhiều cái chức năng hay. Chút xíu mình phần test nhạc mình sẽ bấm cho các anh em xem. Đây là DSP là nó cho phép mình chọn cái dòng nhạc. À, đây là phần cắt tiếng. Cắt tiếng thì lôi kéo thì gần như là không có phiên bản nào có hết á. Đây là phiên bản đầu tiên nè, cắt tiếng. Cắt tiếng đó nó giả lập thành như là tiếng lo sub luôn ha. Chút xíu mình sẽ test cái phần này. Rất là đặc biệt hay ha. Mẫu mới mà ha. OTG, đây là chuẩn kết nối video chuẩn mới von OTG ha. Đây cái ha. Đây, bass nè, chép mic, guitar von. Đây echo này là echo reverb nha, lập trình tích hợp trên hai nút này luôn. Chút xíu mình test mic bass, mic chết. Ở đây ba cổng mic, một cổng guitar, cổng đèn led, công tắc đèn led, công tắc nguồn AC 220V. Đó là phần bên ngoài ha. Bên trong đây, bên trong bo mạch, mặt dưới của bo mạch đây, nó có chỗ lắp micro không dây nè. Rồi cái đó là micro 8V thì cho phép mình lắp micro 8V. Đây, đây bên trong bo mạch IC dưới cái miếng tản nhiệt là IC 8683H ha. Ha. Ok chưa? Công suất lớn. Cuộn dây ha, thấy xuất hiện cuộn dây không? Đây nguồn xung, dạng công suất lớn cho phép mình sử dụng điện 220 độc lập mà không sợ bị hực ha. Nếu mà thiếu nguồn là chạy không được, hực liền. Đó. Đối với phiên bản này thì cho phép chạy bình và điện 220 luôn. Điện 220 dùng nguồn đủ ha, cho phép chạy độc lập luôn. Đây, dùng bình. Rồi, thì ở đây mình test đầu tiên, test cái đây mình đang test trên cái combo loa 4 tấc ha. Thì đối với cái dạng mạch này mình sử dụng loa con 65 là hợp lý ha, cái chép 350 cái loa chung ha. Đây mình test trên combo mạch 4 tấc đơn. Ok chưa? Tiến hành test tiếng micro. Thì đối với phiên bản mạch này DSP lập trình chống hú ha, reverb 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì cái đây mình đang chỉnh delay. Delay cao lên là tiếng revert echo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4. Mình giảm delay xuống đi. Nó là tiếng revert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó. Thì cái phiên bản này là phiên bản chống hú. Đây, mình đang dí cái mic vô thẳng vô lô chép. Thì đối với khoảng cách này thì nó mới kêu ha. Kêu này là kêu của tiếng chống hú ha, chứ không phải là kêu tiếng mạch bình thường ha. Nếu mà tiếng mạch bình thường đưa vô cái rít cái tắt nguồn liền, ngay lập tức luôn. Hoặc là tiếng cái chép phải đứt ha. Còn đối với bò chống hú thì nó lại khác. Đưa vô nó có tiếng kêu re re ha. Đó, tiếng kêu re re. Đây với khoảng cách này là không có bị kêu. Sát nữa là mới bị kêu. Mà kêu mà cái tiếng của nó là tiếng chống hú. Các anh em phải hiểu rõ như thế. Rồi, thì ở đây mình test lại tiếng nhất rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok chưa? Rồi, mình chuyển qua test nhạc nè. Test nhạc nè. Giới thiệu cái phần cắt tuyến cho các anh. Lời hứa chỉ là lời hứa thôi, không trọn vẹn mọi thứ quá xa rồi. Lời nói chẳng cần ai khác hơn anh. Đây em muốn ở chia tay, đến đây thôi, mình dừng lại được chưa? Quá đủ rồi,
tay nhau một đoạn đường thật lâu, loay hoay cơn mưa chỉ mình anh thôi. Đây là cái chức năng mà nãy mình nói là cắt tiếng. Okay, thì đối với cái mẫu mạch này nó có thêm chức năng là live stream. Đây có live stream, có live stream đầy đủ ha. Live A, live B là đồ dành đó cắm iPhone với iPad ha. Xe mic là cắm cổng cái micro mà dạng 3.5 nè, cắm tai nghe on off này là công tắc cho cái phần micro ha. Đây volt monitor đó chính là volt của tai nghe. Ok, đối với bản mạch này lập trình chống hú DSP thì âm thanh nó rất là tuyệt vời. Đây mình test lo rời thôi ha. Thank you. Thì nó phản ánh được một phần đó thôi, thì khi mà cho vào thùng nó mới cộng hưởng âm thanh, nó mới bass nó mới mạnh lên được ha. Rồi thì cuối video mình test lại tiếng micro lần nữa ha. Đây alo 1 2 6 7 9 1 2 6 7 9 1 2. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm cái delay lại để ra tiếng thì vào ha. À đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tăng lên xíu ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok, thì mình kết thúc video tại đây ha. Thì đối với mẫu mạch này thì mẫu mạch mới ha, âm thanh là cực kỳ hay luôn ha, bắt mạnh ha, ca tốt ha, chống hú. Kết thúc video tại đây.